Tiến xin chào mấy anh em đã quay trở lại kênh của Tiến nha mọi người. Thì hôm nay Tiến vô tình bắt gặp được bạn Tiền nha. Bạn Tiền đi lơ hồi xưa với Tiến quay chân mọt ở nhà máy Hiêu Sung à. Hôm nay bạn Tiền bán đi chơi thì vòng vòng gặp Tiến thì Tiến bạn alo Tiến thì Tiến hẹn bạn Tiền Tiến đón lên xe luôn nha mấy anh em. Bạn Tiền thì bạn làm công nhân thôi. Lúc trước thì đi theo Tiến quay chân mọt, Tiến trả lương cho 5 triệu nha mọi người, 6 triệu. Cơm nước thì Tiến lo. Rồi hôm nay bạn nghỉ việc rồi, Tiến nghỉ giờ công thì bạn Tiền nghe bạn đi làm công ty. Thì vô tình bắt gặp bạn Tiền thì Tiến sẽ chỉ bạn Tiền chỗ gửi xe máy ra ngoài cao tốc Long Thành Dầu Dây gửi xe máy và Tiến đón theo xe chơi luôn. Cũng như là hôm nay Tiến làm cái clip chia sẻ cách xe chạy an toàn nha mấy anh em nha. Những cái điểm mù của xe đầu kéo và cách chạy sao cho an toàn. Cũng như giới thiệu cơ bản về những cái thông tin về một chiếc xe Mazda 4, xe đầu kéo Mỹ nha mấy anh em. Thì Tiến sẽ làm clip chi tiết về xe đầu kéo cho mấy anh em xem luôn, về những cái nguyên lý hoạt động của nó nha mấy anh em. Rồi tại vì hồi xưa Tiến có làm, cũng như bây giờ thì có mấy anh em vào đăng ký kênh mới đó. Tiến sẽ làm lại cơ bản cho anh em xem, mà cũng như cái review cái hộp số cho anh em xem luôn nha. Số xe Mỹ. Bạn Tiền đây, bạn Tiền thì sinh năm 97 nha mấy anh em. Vô gửi xe Tiền. Tiền làm công nhân dành dụm mua được chiếc Vabio nha mấy anh em, cũng khá là giỏi nha, cũng biết tiết kiệm. Bạn Tiền sinh năm 97 chưa có yêu nha, cũng đang chưa mãn tình nào bác trai. Mấy chị em nào cũng muốn làm quen với bạn Tiền thì liên hệ cho Tiến nha, Tiến sẽ giới thiệu cho bạn Tiền nha mấy anh em. Bạn Tiền rất là hiền, không ăn nhậu, không hút thuốc luôn, không cờ bạc rượu chè. Tiến sẽ lên Tiến tròn bằng Tiền nha, vũ vụ bằng Tiền mua cho lon nước nha. Bạn Tiền rất là hiền nha mấy anh em. Tiến sẽ chờ bằng Tiền ra, Tiến vụ bằng Tiền thử test mua lon nước tặng cho Tiến. Này là lơ vip một thời chinh chiến quay chân mọt, ấm ấm với quay chân mọt cũng dữ lắm nha mấy anh em. Hả? Cái xe an toàn không vậy? Nghĩ sao không an toàn, đã có giấy cổng đưa lấy chưa? Hả? Dạ, anh đó bụng quá, giờ sao Tiền? Ngồi danh hợp bánh được không? Giúp kẻ hợp bánh phèn la, bánh đỡ đỡ được không? 5.000, 10.000, tối qua sáng giờ gì luôn. Cái em cũng đang đói hả? Đi, mua cho hợp bánh đi. Được không? Được. Ê, bạn Tiền nha, mấy anh em. Tiến đang dụ bạn Tiền mua lon, mua bánh đi. Tiền không? Ừ. Quân đại nước nhanh thì hợp bánh gì hay là hàng lên ăn cũng được. Lâu rồi mấy anh em mới gặp lại. Anh hỏi nước không? Hỏi nước tốn kém. Tiếc chú làm cực khổ nên bánh gì cho chứ ăn được. Bánh gì cũng được, bánh gì cũng được, có bánh là vui à. Bạn Tiền hiền nghe mấy anh em, nói gì nghe đó. Nhiều khi không có tiền cũng mua nữa. Lương bạn Tiền làm cũng hết nổi nha mấy anh em, lương thì cơ bản thì cũng 5-6 triệu thôi, bây giờ cũng đâu có tăng ca gì mấy đâu mấy anh em, nên lâu lâu thì gặp thì vợ mới bạn Tiền chơi cho vui nha mấy anh em, mua chút bánh ít tiền của hai thì mang thôi. Bạn Tiền cũng đang đi mua bánh, xíu nữa Tiến giàu cho bạn Tiền làm thủ tục lấy công luôn nha mấy anh em. Đi chơi, đi theo Tiến chơi là phải làm giấy tờ luôn nha mấy anh em. Thì hiện tại Tiến cũng nói luôn thì Tiến không có nhận lơ nha mấy anh em. Khoảng thời gian này Tiến không nhận lơ thì có mấy anh em nào gần ở khu vực Long Thành Nhân Trạch thì lâu lâu theo Tiến chơi thì được, hỗ trợ đi theo chơi được. Còn mà Tiến đi theo Tiến thiên suốt hiện tại không được nha mấy anh em. Do môi trường làm việc nó Tiến chạy ban đêm nhiều quá. Rồi phải tranh thủ chạy, rồi hay là
trường công ty làm ăn của công ty, nên người lạ vào khó nha mấy anh em. Lâu lâu đi sẽ nhận mấy anh em thì được, mà nhà nhận liên tục thì cũng cũng không không được nha mọi người. Rồi cuối cùng cũng có ghê ra giờ một hút sữa luôn nha, khá là mạnh nha mọi người, chắc nửa xe đúng không, Red Bull rồi bánh thôi nha mọi người. Đi sẽ tiếp tục hành trình đi cắt lái nha. Này Tiến chạy hai tuần cắt lái chủ nhật thì ban ngày Tiến hãy quay với mấy em được. Tiến chạy ban ngày Tiến lúc nào Tiến cũng quay vlog nha mấy em. Và ban đêm nó cũng hơi khó quay xíu. Đi xe vào cao tốc nha, quẹo hướng này về Sài Gòn vào cao tốc. Tất cả các lái nha mấy em. Thì hôm nay có Tiến cũng gần tới cắt lái mà Tiến gặp cái đây là cái máy lạnh nha mọi người. Hay là công lạnh nè. Công lạnh này cái công lạnh thì là công lạnh cảng nha mấy anh em. Mình muốn chạy công này mình phải có máy phát điện như nè. Máy phát điện mình sẽ để ngoài sau cabin. Mấy anh em. Có hai loại công lạnh treo và công lạnh như vậy. Công lạnh treo là để cho mấy anh em chạy Bắc Nam nha mấy anh em. Mấy anh em chạy cửa khẩu Trung Quốc rồi Bắc Nam á thì sẽ có cái máy lạnh nó treo trong cái vách công luôn. Rồi có hai loại. Rồi công lạnh máy treo là đa số thì sẽ chạy hàng Bắc Nam nhiều hơn. Còn mấy công mà đi quốc tế, công đi cầm cảng thì sẽ làm cái máy lạnh trong trong vùng công luôn. Chỉ cần mình hạ cảng đi các nước thì nó sẽ dễ dàng hơn nha mọi người ha. Cái công của hãng tàu. Còn cái công treo, công lạnh treo thì mình sẽ mua hộp công đó. Hộp công rồi mình sẽ đóng cái máy lạnh. Mình sẽ là cái công của mình luôn, mình quản lý hộp công đó luôn. Mình đi trả hàng, mình đi xuống hàng xong á thì mình về rồi mình quay đầu mình lấy hàng tiếp, đó là công mình một mình. Còn cái công này là của bên hãng tàu nước ngoài nha mọi người. Mình chỉ có cái một không thôi, với cái đầu xe là của mình thôi. Còn cái hộp công là thuộc sở hữu của hãng tàu. Khu vực là các lái Tiến sẽ không quay nha mấy anh em. Sẽ khu vực này là không cấm quay phim. Nếu mà Tiến sẽ đưa lên thì sẽ bị lập biên bản, sẽ bị cấm vào cảng luôn nha mọi người. Thì cấm vào cảng thì nó sẽ là một thiệt thòi rất là lớn với mấy anh em chạy cảng. Lượng hàng thì khoảng tầm 80% mình phải qua các lái hết. Một tháng thì mình phải chạy hàng chủ đạo là các lái nha mọi người. Tiến sẽ tạm gác máy nha. Công rồi hỏi cảng các lái nha mọi người, hôm nay vắng xe hạ rất là nhanh. Tiến vào lúc 12:52 mấy giờ 1 giờ Tiến ra khỏi cảng rồi, 8 phút mà Tiến ra khỏi cảng. Tiến sẽ kêu nhờ bạn Tiền xuống in cái lệnh Tiền vô chỗ Phương Hà 19, mình kêu đọc Zalo Nguyễn Nghiêm Tiến in cái hai Zalo là biết à. Mới gửi ở nói Zalo Nguyễn Nghiêm Tiến in hai lệnh là biết à. Cái quần hai ừ đúng rồi đó. Rồi đừng đóng cửa, hép thôi. Cửa Tiến bị hư phía ngoài nha mọi người. Phải mở sẵn. Mở phía trong được, phía ngoài mở không được. Cái chỗ Phương Hà này mấy anh em lưu số rồi nha mọi người. Có số điện thoại á. Mình mấy anh em lưu số là các bạn Zalo thì mình gửi trước thông tin. Gửi file ra thì đúng rồi. Gửi trước cái file ra là được rồi. Này rất là nhanh nha. Tiến vừa gửi ảnh in liền, ghi sẵn chữ Nguyễn Kim Tiến, Zalo Kim Tiến cho Tiến luôn. Rồi Tiến ra gửi photo với An nha, trên cầu Đồng Nai Tiến lấy qua nha mọi người. Thì tụi sau Tiến sẽ lấy con mẹt. Mẹt mây hỉ. Ủa dưới chơi gầm cầu Đồng Nai nha mấy anh em. Quay đầu vào gửi photo với An với nó mấy anh em thấy cái bảy công bên đây nè, và gửi tôi với An chỗ này ban đêm mấy anh em quan sát cẩn thận nha. Xe máy có hướng đi thẳng về cầu hôm nay rất là nguy hiểm, chạy từ từ thôi, quan sát gương cho kỹ vô. À, dưới chân cầu này cũng có cua rất là gắt nè, mình quay đầu nó góc cua mình xuống từ từ nha mấy em. Cái bản tốc độ 40 nè, thấy bo cua dưới 40 nó mới an toàn nha. Còn mấy anh em là mình kéo công hàng bo cua 50-60 là bảo đảm lật xe liền.
khúc cua này đặt xe rất là nhiều. À, bên em thấy cái độ dốc nè, độ dốc và độ cong nó thấy khủng hả. Này công hàng là mấy anh em cua là phải nhõng bánh mọt là lật xe liền nha mọi người. Đó, nó vòng nữa nè, một cái vòng chữ O đó. Đó. Tiến sẽ xi nhan tiến quẹo về vô cảng này. Gpotun hệ thống Gpotun, Gpotun nó rất là nhiều bãi. Gpotun Dĩ An rồi Gpotun Thủ Đức, Gpotun Sóng Thần rồi Gpotun Tân Vàng nữa, nhiều lắm nha mọi người. Và tiếng thấy cái hệ thống Gpotun này làm việc cũng như là làm hàng rất là nhanh, mình làm lẹ ít kẹt xe. Cái đóng tiền là ngay vô cái cầu thang màu vàng nha mấy em. Đóng tiền xong mình chạy bãi dưới mình lấy công. Cái bãi xi mà này là của Tây Nam mình chân thật, của Sóng Thần, của hệ thống chân thật nha. Đi vô đóng tiền nha mấy em. Đóng tiền thì lệnh này nè, kẹp lệnh đó nè, ghi số xe, số 1, số điện thoại vô đó. Mã số thuế vô đầy đủ, cầm tiền vô đóng rồi, đóng xong mình lấy phiếu điều động xe năng, mình ra gặp xe năng mình lấy. Cái công này, cái lô này hai công nha mấy anh em. Hà ở các lái nè, full reptic là các lái nha. Công này hà các lái. Đây là shipper của chủ hàng Hiêu Sung nè mấy anh em thấy không? Chữ shipper nè. Tiến vào tiến đóng tiền. Trời rất là nắng nha mấy anh em, mùa này rất là nóng. Xíu nữa tiếng kêu bạn tiền lên gặp xe năng, chờ bạn tiền lâu rồi, bạn tiền chưa leo xe năng, chờ bạn tiền bạn ảnh quen lại môi trường mọi người. Tiếng trời nắng quá rồi, tiếng để cho bạn tiền trên xe luôn nha mấy anh em. Tiếng vô tiếng gặp xe năng luôn đó, mình mấy anh em phải chạy phía trước vậy nè mọi người. Mấy anh em mà vô bãi mà gặp mấy cái công viên trong đây là đồ tôn dĩ an quay phía trước luôn rồi nè. Mấy anh em phải đi đường vòng nha, đường tôi với An bắt buộc mấy anh em phải đi đường vòng từ từ ngay chỗ vệ sinh đi qua quay phía trước này đi, nó quay tia cho mấy anh em xem nó dễ. Đó, gì vậy? Biết có chiếc xe năng nữa cả, mấy anh em nói mấy anh em kiếp xe năng. Xe lên gặp xe năng để giao lưu lấy con qua chưa? Bạn đi sẽ cầm máy quay cho mấy anh em xem.
bóp kèn, nó thả xong mình bóp kèn chạy tới, xong nhìn cái càng nó sẽ đang lui ra nha mấy anh em, xe nó lui ra thì mình chạy tới thôi. Rồi là chở mình làm thủ tục chụp hình, có những cái đồ vô bắt chụp hình nha mọi người, có chỗ thì không có chụp hình, lấy công an kỹ xuống công đem cái đồ mình làm cái xe với cái siêu rồi về, có nhiều chỗ thì nó bắt chụp hình nữa, nên Tiến không có thể nào mà gửi tên những cái chỗ mà phải chụp hình cho mấy anh em. Cái đó thì mấy anh em nào mà lạ mấy anh em đi lấy rộng rằng mấy anh em hỏi, vừa mình lấy công ra mình hỏi là có chụp hình hay không, nếu mà chụp thì mở cửa ra cho chụp, còn nếu không chụp hình mình đóng cửa luôn. Tiến sẽ ra tiếng làm thủ tục về nha mấy anh em, ngày kiểm công nha mọi người. Lâu lắm rồi mày mới đụng tới mở cửa công phải không Tiền? Thôi vô kiểm rồi đẹp không? Vô kiểm đi, chung vô leo lên luôn. Mà nóng hắt ghê đó. Sàn rất là đẹp nha mọi người. Kiểm tra coi lủng không? Quá đẹp, không phải không thể nào chơi được. Tiếng gì ra nha mấy anh em. Ok, rất là chủ nhật chạy rất là nhanh gọn lẹ. Tiếng đi lúc 12 giờ mà bây giờ 2 giờ lấy cửa công về với 1 tiếng nữa 3 tiếng đồng hồ. Đó mình xuống e thì lúc nào cũng có 2 tờ nha mấy anh em, mình đưa 1 tờ bảo vệ. Khỏi cảng thì kiểm tra bóp lại nhà mấy anh em coi có mất giấy tờ gì không. Chiếc xe đi ra quẹo về tại đây tay trái, Tiến quay đầu về cầu này, Tiến về một đoạn móc tiếp nha mọi người, quay phía trước rồi đây. Đó mấy anh em ra xe từ từ nha. Đó mấy xe là tặng nó mình nhớ nhớ từ 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 từ. Tóm tắt lại rồi sẽ Tiến sẽ chỉ cho anh em cách những điểm mù như thế nào cho anh em xem nha. Giờ Tiến sẽ cái điểm mù nha anh em xem nha mọi người ha. Rồi điểm mù á anh em, cái trạng thái một nó đang cúp về bên tài nha anh em. Anh em thấy không, hoàn toàn bên lơ, quay bên lơ này nha. Hoàn toàn bên lơ mình không thấy được cái đích một. Xe máy nó luồn lên mình không thấy. Quay khỏi cao lên đi, quay máy cao lên. Bò cô mấy anh em bò từ từ đó, mấy anh em thấy phía trước quay trước là có xe máy nó đang ra nè. Quay mình đồng thời tiếng là bò cô mình thò đầu ra mình nhìn cái mọt kìa nha mọi người. An toàn, mình nhóm mình đưa cái bờ vai ra mình ngoài cái cửa mình á, chỗ này an toàn.
tiếng về tới bãi nha mấy anh em, do cái công kia tiếng bị rớt nha mọi người, chưa đóng hàng mai mới đóng. Bây giờ 3 giờ chiều rồi, tiếng về tới bãi thì cái bãi tiếng nằm ở khu công nghiệp Nhân Trạch nha mấy anh em. Thì tiếng sẽ review tổng quan chiếc xe đồng Mỹ cho mấy anh em xem nha. Tiếng vào tiếng đầu xe tiếng sẽ tắt máy lại cho nó bóp ồn rồi. Tiếng sẽ review tổng thể về chiếc xe cho mấy anh em xem.